Xin chào các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là quy trình một chiếc bẫy chuột này. Mình vừa làm xong và nó sẽ hoạt động là ở đây mình làm một cái tấm xốp này. Một tấm xốp mình xiên qua để làm hai cái tai để mình có thể gài vào xô đây. Các bạn có thể thấy đây là một cái xô đựng rác này cũ, và bây giờ là mình sẽ chế thành một cái bẫy chuột. Bạn gắn cái này vào thì rất là dễ thôi. Gắn cái này vào là bằng cái keo nhựa. Mình dán một cái con ốc vào đây để làm một cái đối trọng, luôn luôn giữ cho cái này cân bằng. Đây các bạn xem, mình gài vào đây nhé. Lúc nào cũng sẽ cân bằng đó. Ở cái phần này thì mình sẽ rắc thóc lên. Mồi là mình để trọng tâm để khi con chuột bám vào thành, bám vào bất kỳ một cái thành nào nó đều phải với ra đây. Và ở đây mình sử dụng là cái mồi này là mồi thóc nhá. Mồi thóc này là cái mồi mà loài gặm nhấm rất thích ăn. Đó, bây giờ mình rắc thóc vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái nơi nào có nhiều chuột để thử nghiệm cái bẫy chuột này nhé.